Cùng với chính thức đưa vào sử dụng cầu Bạch Đằng 2 kết nối tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai, trong sáng nay, tỉnh sẽ tổ chức khánh thành đường Tạo Lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bào Bàng kết nối 3 địa phương của tỉnh Bình Dương và huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Hai công trình trên là sự cụ thể hóa Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đông Nam Bộ, đồng thời góp phần hoàn thiện về hệ thống hạ tầng giao thông, đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch tỉnh lần này được thực hiện theo phương pháp mới tích hợp đa ngành, đa lĩnh vực, do đó có một số điểm mới khác biệt so với giai đoạn trước. Theo các đơn vị chuyên môn cho biết, quy hoạch tỉnh Bình Dương được Hội đồng Thẩm định Quốc gia đánh giá rất cao về chất lượng quy hoạch của tỉnh. Trong cái định hướng cho đến 2030 và tầm nhìn đến 2050, thì Bình Dương có cái khai thác được cái thế mạnh, cái dư địa của tỉnh Bình Dương trong 30 năm trước đây. Rất là tốt. Chúng tôi cho rằng đây là những cái mảng mà trong thực tế Bình Dương cũng tiếp tục định hình, tiếp tục đột phá cho cái giai đoạn mới. Không chỉ là lập quy hoạch tỉnh theo phương pháp tích hợp, quy hoạch tỉnh lần này với định hướng phát triển dài hạn đến năm 2050 cho phép Bình Dương lập kế hoạch một cách toàn diện, đón đầu các xu hướng phát triển mới, phát triển bền vững và thông minh, kết nối liên vùng, liên tỉnh mạnh mẽ hơn, phát triển công nghiệp hiện đại, xúc tiến đầu tư và phát triển thương hiệu quốc tế, đặc biệt giữ vị trí top 1 ICF. Quy hoạch tỉnh được kỳ vọng đưa Bình Dương vượt thoát 7 thu nhập trung bình trở thành vùng đất có thu nhập cao. Những cái mục tiêu lớn để mà vượt qua 7 thu nhập trung bình đó là tạo ra một cái giá trị gia tăng cao để đáp ứng cho cái yêu cầu mới. Mà muốn tạo được cái giá trị gia tăng cao thì chắc chắn rằng cái nguồn nhân lực là tỉnh cũng rất quan tâm. Cái thứ hai nữa là làm sao xây dựng một cái hệ sinh thái mới để thu hút những cái nhà đầu tư mà có cái giá trị gia tăng lớn. Sau thời gian nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, cùng với đó là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của chính phủ, lãnh đạo chính phủ cùng sự hỗ trợ hướng dẫn nhiệt thành từ các bộ ban ngành trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương trong vùng, sự nỗ lực của tất cả các chuyên gia, nhà khoa học và những đóng góp vô cùng xác đáng và thực tiễn của cộng đồng dân cư và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thì công tác quy hoạch đã hoàn thành. Những yếu tố này sẽ giúp Bình Dương xây dựng một nền kinh tế bền vững, đa dạng hóa nguồn lực phát triển và tăng cường kết nối với các tỉnh thành lân cận, các đối tác quốc tế, phát triển Bình Dương lên tầm cao mới.